Xin chào anh em nha anh em ơi. Bữa nay mình quay cái đoàn tàu nhựa của Mỹ Tân Ninh Chữ cho anh em xem nha anh em. Mình đang ở trong cảng của Mỹ Tân Ninh Chữ. Tàu nhựa rất nhiều anh em ơi. Bữa nay mấy anh em tàu nhựa lưới rút đêm á, về núp gió nghỉ nè anh em. Tầm mười mấy chiếc tàu nhựa, nguyên một dãy mình quay đây là toàn là tàu nhựa không. Có lọt vô hai chiếc ghe gỗ, hai ba chiếc ghe gỗ và hai ba chiếc ghe gỗ còn bự ngang tàu nhựa luôn, gọi là tàu gỗ luôn. Đó, khu vực này còn mấy chiếc nữa nè, đó mấy chiếc phất mũi ghe của mình. Bên này còn quá trời tàu nhựa nè anh em, đậu tới hai ba lớp ba chiếc tàu nữa. Còn mấy chiếc ở ngoài biển chưa vô nữa nha anh em. Đây còn chiếc ở trong cảng nè. Đấy. Đây còn chiếc này nữa anh em. Tàu Mỹ Tân vô cửa núp gió nè anh em. Trong cửa bây giờ hơi có cái lượng nhấp nhô rồi nè. Quay cho anh em xem tàu nhựa Composite cái mẫu mới nha anh em. Rất đẹp. Quá xuất sắc. Cảnh đẹp quá anh em ơi. Tàu nhựa này vòng vòng tìm quảng neo anh em. Cái lòng biển của cái lòng sông của trong cái khu vực mà cửa biển Mỹ Tân đó, nó rất là gọn, nhưng mà cái lượng ghe cộng thêm cái lượng tàu nó rất là nhiều anh em, cho nên là ghe vô ở trong cái lòng quịnh này là phải là xếp lớp nhau vậy á, nó không giống như những cái khu vực như ở lòng sông ở ngoài mình thì nó khác, nó rộng rãi hơn anh em, neo tán ngang tán dọc. Còn này vô trong khu vực neo đậu này là dàn hai neo hết nha anh em. Tất cả mọi ghe thuyền từ lớn tới nhỏ luôn. Mẫu tàu nhựa nhìn đẹp quá đẹp anh em. Tiếp tục có chiếc tàu nhựa đang vô cửa nữa đó anh em. Hai chiếc ôm cua sát luôn. Tàu này hình như là tàu nhập hân của anh Tâm Mỹ Tân. Cái dàn điện thắp sáng ở trên có mấy cái ché đèn, ở dưới thì có tầng bóng led. Đặc thù của tàu Mỹ Tân và ghe ở Mỹ Tân thì anh em thấy hay có kèm theo cái bóng máng anh em, bóng máng máng điện thắp bằng bóng tiếp á. Tại vì cái đặc thù cái vùng châm ở cái vùng biển Mỹ Tân Ninh Chữ này nó cái đặc thù của con cá nó ưa cái bóng tiếp hay sao á. Nhiều năm trước mình xuống thì mình thấy cái vùng này mà anh châm bóng tiếp không à. Đó, làm xong mà neo sát sát kìa luôn. Tàu đẹp lái, tiếng máy nghe đẻ quá. Ở trong cái khu vực mà cửa biển Mỹ Tân á, trong cái khu vực mà cái lòng quỳnh đỡ neo đậu á, thiệt sự nó là một cái cũng không hẳn là một cái quỳnh, nó cũng giống như là một cái eo, nó hơi lấn sâu vô trong đất liền rồi bắt đầu
người ta họ đắp các cái hệ thống bờ kè á, các hệ thống bờ kè tạo nên một cái khu neo đậu cho tàu thuyền. Giới thiệu ra ở trong cái khu vực cảng với cửa biển Mỹ Tân thì nó không phải là một cái dòng sông nha anh em. Do mình hay vô cửa, nói chung là ngoài cửa là biển mà trong cửa là sông á, cho nên là mình hay gọi như vậy. Thực chứ thật sự ở cái khu vực này nó không có sông, nó là một cái vịnh biển được người ta nào đắp họ đổ kè thành một cái khu neo đậu được phục vụ cho tàu thuyền ở địa phương anh em. Đây còn rất là nhiều tàu anh em ơi. Đó, tàu này ra giữa biển, giữa khu vực cửa đang dòng, có chiếc ghe nhỏ nhỏ hồi nãy đang chạy ra, nó chạy nó hơi sắn vô trong cái khu vực bãi cạn của cửa biển nè nè. Đó, chiếc ghe nhỏ nhỏ nó sắn vô bãi cạn, giờ nó ghe đùng đùng hồi nãy nó chạy ngang qua mình. Đây tàu Võ Duyên Hồng, đây là tàu của anh Tứ Mỹ Tân. Nói chung là cái đoàn ghe với đoàn tàu của mấy anh em trong khu vực thì hầu như là mình biết cũng nhiều. Chung mà làm cái nghề lưới rút đêm nè, cho nên là mình đánh bắt ở những cái khu vực nào tàu thuyền của ai thì mình nói chung mình cũng biết vậy á. Đây thêm một chiếc tàu dừa nữa neo đậu tiếp. Chiếc bổ dừng xanh kia là cặp vào, rồi chiếc bổ dừng trắng dòng dao hồi nãy cũng cặp vào, giờ tiếp chiếc tàu nhựa nữa nè. Tàu nhựa đang neo ở trong cảng nữa nè. Chung là nguyên một cái lòng quỳnh này nó rất là gọn, nhưng mà cái tỷ lệ tàu nhựa với là ghe gỗ dạng lớn anh em, ghe gỗ dạng tầm 20 mấy mét không á, 22, 23, 24 mét lắm, thì cái số lượng ở tại cái khu vực cửa biển Mỹ Tân này, tại cái làng Mỹ Tân anh em, nó rất là nhiều. Một cái khu vực gọi là chật hẹp nhưng mà số lượng ghe tàu làm nghề lưới rút đêm dạng lớn rất là nhiều. Mình cũng nói với anh em một xíu thông tin nữa là làm nghề lưới rút đêm, đánh bắt đêm anh em, thì trang bị tàu thuyền lưới cùng với cái công nghệ điện tử, công nghệ thắp sáng cỡ tầm này thì hiện tại ở Việt Nam mình cũng gọi là hiện đại nhất rồi nha anh em. Riêng ở Việt Nam mình mà trang bị cỡ này là thuộc dạng hiện đại nhất rồi, riêng đối với cái nghề khai thác lưới rút đêm đó nè. Sử dụng dòng máy tìm cá, máy chụp, máy trung chụp, máy siêu chụp, rồi trang bị lưới, phen, hệ thống điện thắp sáng, hệ thống máy chạy. Máy chạy thì đa phần anh em sử dụng dòng máy Yanma 6IE 829 mã lực, máy đập thùng không nha anh em. Mấy tàu dự án này sử dụng máy đập thùng hết, nhưng mà đa phần anh em chọn cái dòng Yanma 6IE 1 turbo. Đó, còn mấy ghe thu mua ở bên ngoài cửa đang vào nè. Mình quay ghe với lại nước biển nó rất là đẹp, nhưng mà anh em để ý thấy mây trời là bây giờ nó xuống gió nó mù hết rồi. Cái lòng sông, cái lòng ở trong quận Mỹ Tân mình hay nói lộn với cái lòng sông, bởi vì cứ vô trong cửa là sông á. Cái lòng quận của Mỹ Tân này là mình quay là nước biển nó rất là đẹp, bởi vì cái lòng quận nó tiếp giáp với biển, cho nên là nước nó lên xuống nó rất là sạch, rất là quay nước biển rất là trong, nó khác với cái lòng quận của Cà Ná. Ở đây có một chiếc lúc trụ sông thuốc đi biển này nè. Chung có người xong thuốc, có người xong bồ kết này kia. Vì rút tủ thì đợt này có cá cơm, đặc thù rút tủ ở đóng mấy anh đánh trước mặt cửa biển này luôn thôi, cho nên là không phải sợ gió. Gió chừng nào săn quá làm lưới không nổi thì mấy anh vào. Còn đặc thù của cái người rút đêm của mình này nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố hơn là cái người lưới rút tủ. Phụ thuộc vào cái dòng nước nó phải im, mình đánh lưới ở ngoài khơi, cho nên là nước nó có nhiều cái tầng nước khác nhau, cho nên là nó phụ thuộc vào cái dòng nước rất là quan trọng. Thu mua 7 số 9 vào cửa.
đó, nghiêng một cái đàn thu mua đang túa vào luôn đó nè. Bây giờ hơi có lượng lượng rồi nè, lúc nãy mình quay hơi im im nhưng bây giờ là hơi có lượng, bắt đầu ghe của mình đó, cái con ngựa ở trên ghe của mình kia bổ bắt đầu nó nhấp nhô liên tục luôn. Thì hiện tại là ghe của mình đang đậu trong cái lòng quỳnh nha nè. Đó, mấy cái ghe nhỏ nhỏ này là ghe dắt của đoàn lưới Mỹ Tân, vừa làm ghe dắt vừa làm ghe châm luôn. Nước chủ nè, chủ bán ghe chạy vào. Đó, đang xe có mấy chiếc tàu nhựa cũng đang vào cửa. Đó, chiếc ghe vừa làm khoe chút vừa làm chủ này nè, hôm nay hình như đi chủ rồi.